Xin chào quý bà con. Trước mặt quý bà con là chiếc máy nghiền ô mini thế hệ mới nhất của chúng em. Hiện nay em đã chuẩn bị 10 cân gô. Đây ạ. Gô rất là đẹp. Và chiếc máy này sử dụng công suất motor là 2 ngựa. Em đã chỉnh cỡ rồi để nghiền máy. Và hiện tại em đã chạy luôn cho quý vị rằng công suất của chiếc máy như thế nào. Cấu tạo nguyên lý cũng như hoạt động của chiếc máy này cũng cực kỳ dễ dàng. Đây ạ, em mở cho quý vị thấy rằng đây, nguyên lý nó chỉ là sự trà sát của hai bàn đá thôi. Nó quay thôi. Công suất ước tính lên tới 200 kg trên một giờ đối với ngô vỡ như này ạ. Ngô mịn nó rơi vào khoảng gần 100 cân. Và mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.